dành thời gian để nói về vai trò và trách nhiệm của đội ngũ content marketing của bạn. Nếu bạn đang làm việc trong một tổ chức lớn, bạn sẽ có nhiều nguồn lực hơn. Bạn có thể phân công theo chiều dọc hay chiều ngang. Nếu bạn là một doanh nghiệp nhỏ thì ít nhất chúng ta cũng cần có một biên tập viên. Vai trò của người này là đảm bảo tất cả mọi thứ là thống nhất. Nếu như ở trên chúng ta nói về việc suy nghĩ như một nhà xuất bản, thì việc có một biên tập viên ở nhà xuất bản thì không có gì là lạ. Họ là những người đưa ra kế hoạch trên lịch biên tập. Chúng ta sẽ nói về điều gì trong tuần tới, tháng tới và mùa tới, đảm bảo sự thống nhất của nó và đảm bảo nó đạt được tất cả mục tiêu và chiến lược mà bạn đặt ra. Quan trọng nhất trong vai trò biên tập viên là trách nhiệm. Vậy bạn đã thấy việc có một biên tập viên cho content marketing của mình là quan trọng rồi chứ? Chúng ta sẽ đi tiếp sang một phần khác trong video tiếp theo. Xin chào các bạn.